Ngày hôm nay, mùng 8 tháng 8, Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tiếp tục thực hiện phân làn, tách dòng phương tiện ô tô, xe máy trên đường Nguyễn Trãi. Tuy nhiên, bỏ qua hướng dẫn của lực lượng chức năng, nhiều người tham gia giao thông bằng xe máy vẫn di chuyển vào làn ô tô khiến giao thông trên tuyến đường Nguyễn Trãi lộn xộn trong thứ ba thí điểm phân làn. Đây là ngày đầu tuần nên lượng phương tiện lưu thông sẽ tăng đột biến, từ đây cơ quan chức năng sẽ có cái nhìn chính xác nhất để tinh chỉnh, đánh giá trong thời gian thí điểm. Ghi nhận của phóng viên báo Tuổi Trẻ Thủ Đô sáng mùng 8 tháng 8, tình trạng giao thông trên đường Nguyễn Trãi vẫn lộn xộn, ô tô và xe máy tranh đi vào làn của nhau. Tuyến đường này nó nhỏ, thế nên là mà phương tiện nó rất là đông, nên nhiều phương tiện đi lại. Đấy, ô tô bít thì bến ở trong, nhưng mà đúng cái điểm này thì lại rẽ ra rẽ vào. Đấy, xe ô tô con xe đang đi thì tốc độ rất là bình thường, nhưng mà đến lúc mà cái điểm phân làn này của nó thì nó lại rất là khó. Như nó để sát cầu thì người ta biết được là đường rẽ như nào, đường lên đường xuống như nào, như để lại người ta không biết được đường lên đường xuống là đâm ra là rất là nguy hiểm. Chứ ngày thường dân người ta đi lại đi làm đông thì ùn tắc rất là cao, mà cái chỗ này là cái chỗ điểm nút giao ở trong mà Khương Đình đi ra, đâm ra người ta hay đi ngược chiều nữa, đâm ra càng gây sự ùn tắc giao thông ở cái chỗ này. Sở Giao thông Vận tải Hà Nội phối hợp với lực lượng cảnh sát giao thông bố trí lực lượng túc trực tại các điểm và giải phân cách để điều phối, chỉ dẫn cho các phương tiện đi vào đúng làn đường. Dù lực lượng chức năng đã liên tục nhắc nhở, nhưng do lượng phương tiện lưu thông quá lớn nên nhiều người chọn cách đi sai luật. Ở những đoạn đường không có giải phân cách cứng, ô tô và xe máy lại nhập thành một làn, như chưa từng có việc phân làn trước đó.